Mai xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, thời gian gần đây, đặc biệt vào các buổi chiều trên quốc lộ 39, đoạn qua xã Phạm Ngũ Lão, Chính Nghĩa và thị trấn Lương Bằng của huyện Kim Động, thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè và lòng đường để bán hàng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Điều đáng nói, khu vực này cơ quan chức năng đã cắm biển cấm họp chợ, cấm bán hàng rong, nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp lệnh cấm. Từ vỉa hè đến lòng đường trở thành nơi bán hàng cho công nhân. Vào giờ cao điểm, hàng trăm công nhân đổ xô ra mua quần áo, thức ăn, hoa quả, khiến cho nơi đây trở nên hỗn loạn. Mặc dù chưa ghi nhận vụ tai nạn giao thông nào xảy ra, nhưng nơi đây luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch 93A về xử lý các vi phạm hành lang an toàn giao thông. Sau các đợt lực lượng chức năng ra quân xử lý, chấn chỉnh hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng đường để bán hàng, dừng đỗ xe tại nhiều tuyến đường phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, thì tình trạng này lại tái diễn. Nhiều người kinh doanh bày bán hàng kín vỉa hè, kéo theo người mua và phương tiện dừng đỗ dưới lòng đường, khiến cảnh quan đô thị lộn xộn, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Để xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm hành lang vỉa hè, rất cần sự vào cuộc của các đơn vị địa phương, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi đã khép lại mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.